Chào các bạn, nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị để vào cám cho chòe than gồm có những vật liệu sau. Thứ nhất là cám. Cám cò này thì các bạn có thể dùng bất kỳ cái cám chim hoặc cám gà hoặc cám công nghiệp nào đấy. Thì đây mình dùng cái cám gà. Hai là trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng cút đều được. Thứ ba là thịt băm. Thịt băm thì mình để khoảng nửa ký vài lạng mình ấy vào ngăn mát tủ lạnh. Xong mình cho vào đây. Đây. Các bạn thấy một lượng nhỏ thôi. Đây. Thì ở đây mình sẽ đó. Mình sẽ cho trứng vào đây, quay sát vô. Mình sẽ trộn mấy cái cám này, nó chỉ sột sệt thôi các bạn nhé. Sốt sệt thôi. Và một ít thịt băm. Đây. Các bạn cũng bóp ra, trộn vào. Và để phần thịt nổi lên trên. Đây. Thì đây là cái đơn giản. Quay ốp sát vào. Đó. Đây. Để thẳng đứng như quay theo nhiều thằng nhìn vào màn hình đấy. Số điện thoại của em là 0335305982. Hôm nay em chia sẻ video ngắn này là em vào cám cho chòe than. Thì một trong cái quá trình vào thì các bạn có thể là dùng một cái con khác đang ăn cám tốt rồi để nhốt cùng một con bổi mới thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả nhất đấy. Thì ở cái cưới này thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu là như vậy. Nếu như các bạn mà luộc trứng gà lên thì các bạn cho vào cũng rất tốt, hoặc là các bạn luộc trứng gà lên các bạn trộn sột sệt với cái ruốc thì cũng rất tốt đấy. Thì có rất nhiều cách, nhưng nhìn chung là trứng gà tươi thì các bạn trộn vào cám với lại một ít thịt băm, cái này để vào ngăn mát tủ lạnh cho vối đấy. Và các bạn thấy là cắt đi. Thì với như thế này thì nó sẽ mổ thịt, nó sẽ quấn vào trứng và nó sẽ ăn cám các bạn nhé. Nó sẽ ăn cám là một điều chắc chắn rồi. Thì đây là những mình sẽ để đây. Và các bạn thấy là đây là chú chòe rất đẹp. Con này mình sẽ bán cho mọi người là 500k. Rất đơn giản thôi, mình đã khẳng định là nó đã là con chòe đực và nó là chòe bánh tẻ. Đó, bắt đầu báo yếm rồi. Đó. Thì nó sẽ được ăn cám và khỏe mạnh. Đó. Các bác có thể thấy là cái kênh của đồng chí Thao, kênh Chim Cu Gáy Hay, thì ra video nào là gần như anh em theo dõi đăng ký kênh là sẽ mua luôn. Đấy, từ con chim, con chuột đến con đà điểu, chim cu gáy và một số những cái mặt hàng cây con giống em đăng trên kênh. Đấy, thì các bạn thấy là cái clip này em đang thực hiện là ngày 18 tháng 7 năm 2020. Bạn nào đang muốn tìm một chú chòe than đó, đúng tầm bánh tẻ như thế này và vào cám rồi alo cho em, 500k sẽ thuộc về chủ nhân mới, đúng không ạ? Và đây là cái thông tin của cái kênh chuột lang bọ ú. Thì đây là cái có những con chuột mà mình in cái logo ra đại diện cho trang trại ở bên dưới. Số điện thoại của mình và bà xã đăng tải để hỗ trợ nghe điện thoại tư vấn mà bán hàng đấy. Còn đây là cái logo về cái chanh bốn mùa ra quả quanh năm, chanh tứ quý. Thì cái cây giống này thì hiện giờ là trên mình đã phát triển và ra quả quanh năm, hương vị rất tốt. Đó. Còn chim gáy thì các bạn biết đấy, rất nhiều chim. Đấy, mình có một trang trại chim gây dựng nhiều năm nay rồi. Thì quý vị anh chị các bạn có thể truy cập vào những cái bảng thông tin ở đây
đấy, để tránh cái việc nhầm lẫn và tránh cái việc sai sót đấy, các bạn có thể xem đấy. Còn bên mình thì chim gáy thì nó là một cái thế mạnh. À, vì sao là thế mạnh? Bởi vì là chim mình là chim, bên mình là chim mã ngỗng phấn hồng, đúng nghĩa là chim Bắc Bộ đẹp. Đấy. Các bạn có thể theo dõi đây, đây là những cái cảnh khắc mà các bạn đang xem, những cái đôi chim của mình được đăng tải và chia sẻ cũng như bán cho các bạn trên kênh. Thì đôi này mình cũng đã bán rồi, đôi này mình bán rồi, mình đang ngày đẹp giờ đẹp mình làm cái lồng để mình gửi cho anh Huế ở Thủ Đức, Sài Gòn. Đấy, đôi này mình đã bán rồi các bạn nhé. Đấy, thì giống chim của mình là như vậy, đa phần là bộ to, mã ngỗng phấn hồng, chân đỏ, mỏ đinh. Các bạn nên nhớ là để tạo ra được một giống chim đẹp, giống chim hay á, thì là một cái, cả một quá trình các bạn nhé, cả một quá trình luôn. Đó, các bạn thấy đây là mình đeo vòng hai vòng ở chân. Đấy, một bên là con mái thì đeo ba vòng, hai vòng, ba vòng đúng không? Đó, đây là một đôi đây. Thì ví dụ như những cái đôi bánh tè khác vậy thôi. Đó, quý vị anh chị các bạn nhìn những cái con chim như thế này, ví dụ con ở góc phía dưới đấy, hoặc con ở trên cầu này đấy thôi, các bạn thấy là chim rất đẹp, rất to. Đó, con ở trên hai con đây, hai con này một đôi đấy, con trên cầu ngoài nhất, cầu cao nhất, ngoài nhất, gần màn hình camera nhất, và con ở góc dưới là một đôi mình đeo một đấy, hai con này giữa màn hình là một đôi. Thì ok, có lẽ là mình xin dừng video tại đây, và các bạn thấy là mình rất là yêu thích chim, đâm ra là với mình thì luôn luôn in ra những cái logo, bảng biểu, khẩu hiệu đấy. Thì các bạn thấy là đó là những cái một phần là để cũng khẳng định cái tên tuổi thương hiệu của mình trên cái anh em chơi chim và làm cái kênh về giao lưu mua bán chim, tạo ra những chú chim hay để cho quý vị anh chị các bạn ở các khu vực xa có thể tiếp cận được những giống chim mới, phong cách chim mới, mang lại niềm vui trong cuộc sống sau những ngày mệt mỏi lao động. Xin cảm ơn, và nếu như video của mình bổ ích thì các bạn có thể là đăng ký, ủng hộ, like, chia sẻ. Mình xin nói một lời chân thành cảm ơn. Đó. Đây là những cái hộp chim các bạn nhé, hộp để đựng chim gửi đi cho các bạn, cứ hết là con gái mình lại làm. Và trong mỗi một cái đây là mỗi một cái đơn này thì em gửi về bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh dành cho anh Huế, cô gái Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, và đơn này thì em cũng gửi cho về ngã ba Vũng Tàu. Đó, thì với cái bán kính rất là xa, em luôn giao lưu từ xưa đến giờ rồi các bạn ạ. Cái ekip của em chuyển thì có lẽ là các bạn không thể nghĩ được là chúng ta có thể kết nối được rất là xa. Ekip của em gần như là các bạn thấy là từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và Phan Giang, Phan Thiết, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và bến xe miền Tây, Phú Quốc, đúng không ạ? Rất nhiều. Thế nên là em rất mong muốn là có được những cái kết nối, kết giao thật xa. Và cái cách làm việc của em thì luôn luôn có những cái tem dán ở cửa, có con dấu để mà chứng minh thương hiệu, cũng như tất cả những cái ngày mình bán ra là đều ghi lại đầy, ghi lại ngày tháng và sổ sách đầy đủ. Đó là một cái điều mà luôn luôn là tự hào là anh em biết đến, và mình cũng thể hiện là một người làm ăn buôn bán nó có một cái thương hiệu, đúng không? Cái thương hiệu ở đây thì hiện giờ mình đang áp dụng ở trên cái kênh YouTube, đó là cái kênh đó. Cây đa bể nước lời ru cửa mầm vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mã ngỗng phấn hồng, ầm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa trẻ than, trà mào, chim quyên,
Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống Tả Điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men PC. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cô Gái Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982, với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn. Thì các bạn vào cái kênh YouTube của mình, hiện giờ ngày tháng này là đang là tháng 7 năm 2020, là 40.600 người đăng ký. Và đã, nếu như các bạn thấy thân thiện, nhiều video bổ ích chia sẻ cộng đồng, các bạn có thể đăng ký để ủng hộ. Đó, thì đây là cái logo quen thuộc ở trên kênh YouTube của mình. Và đây cũng là cái logo quen thuộc ở trên kênh Facebook của mình. Mong cho các bạn tiếp nhận và cảm nhận. Đó. Đó. Đó, đây là cái logo. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Đó. Số điện thoại thì trước là 0163 thì bây giờ là 0335305982 và 0989177982. Mình có các văn phòng tại bến xe miền Đông và văn phòng Hà Nội. Thì trên đó thì các bạn thấy là những cái bài đăng của mình về chuột. Đó. Chuột, chim. Đấy, chim. Đấy. Rồi rất nhiều. Chim trần. Rồi thậm chí là gửi đà điểu đi. Đó, lại rất nhiều đúng không ạ? Đà điểu, khách hàng đến trang trại mua. Thì có lẽ là video cũng phản ánh phần nào về cái bên của mình rồi. Mong rằng các bạn có thể là xem để thưởng thức những cái video của mình. Đó. Thì vào cái kênh YouTube này, các bạn có thể vào cái phần giới thiệu, vào phần tìm kiếm, hoặc là các bạn có thể vào cái phần video. Đó. Thì tất cả những cái điều này là khi các bạn vào phần video thì các bạn ra cái mục tìm kiếm này, các bạn gõ con giống đà điểu thì nó sẽ lên các bài về con giống đà điểu. Ví dụ như là con giống đà điểu, không cần phải có dấu cũng được, gõ như thế này. Đó, các bạn tìm kiếm. Đó. Thì nó ra tất cả những cái bài về con giống đà điểu đúng không ạ? Đó, rất nhiều luôn. Mình chia sẻ từ cách làm chuồng, làm trại, tất cả những cái nội dung xoay quanh cái chủ đề con giống đà điểu, những cái lưu ý, rủi ro, những cái phát minh của nhiều người. Đấy, hoặc là các bạn có thể gõ là chim cu non. Đấy, các bạn tìm kiếm này thì nó sẽ ra những cái video về chim cu non. Đấy, thì từ cái cách mình bón đến mình thức ăn, đến trang trại, đến nó kia thì đều có được cái sự chia sẻ. Đấy, xi lanh bón. Đấy. Thì các bạn có thể đây, ví dụ như là cách dạy cho chim cu non tự mổ thóc được. Đấy, rất nhiều. Nếu hoặc là đơn giản nhất, các bạn có thể gõ là gì, chuột lang. Đấy, chuột lang. Đấy, gõ chuột lang. Đấy, thì nó sẽ ra các bài về chuột lang, rất nhiều các bài về chuột lang các bạn nhé. Đấy, hoặc là các bạn có thể gõ về chanh tứ quý nhé. Chanh tứ quý. Đây, chanh tứ quý. Bấm vào tìm kiếm này. Chanh. Đó, chanh. Nhớ lên chanh, đúng không ạ? Ok, em xin dừng video tại đây và hẹn các bạn ở video sau.